Chào các bạn, chúng tôi đang ở Times Square. Đấy, các bạn có nhìn thấy 2012 đấy chính là trên đấy là có cái treo cái quả cầu mà khi đến thời điểm giao thừa nó sẽ hạ xuống. Hai hàng pháo hoa bắn ra từ cái tòa nhà chính, cái tòa nhà này. Đấy, ngay bên tay phải đây là nhà hát Broadway nổi tiếng. Bạn đến chữ Paramount đây. Khu phố quảng trường này rất là đông vui. Na chứng khoán này, BBC này, rất là nhiều, rực rỡ ánh đèn, rất là vui. New York là thành phố không ngủ. Bên kia thì đối diện là cũng có một cái tòa nhà tương tự như vậy. Thì chúng tôi sẽ xem đấy. Đây là Quỳnh Phương. Bạn có thể phát biểu cảm nhận của bạn như thế nào khi đứng ở đây? Bây giờ hiện tại tôi cảm thấy rất là vui vẻ và náo nhiệt vì không khí xung quanh mọi người đi lại rất là sôi động. Và các bạn có thể nhìn thấy tất cả xung quanh là các cái biển hiệu đèn đuốc sáng trưng. Khi mà bạn lên đây bạn không bao giờ có cảm giác là buồn tẻ hết cả. Bạn đến đây bao nhiêu lần rồi? Đến New York ở đây là lần thứ 3, một lần nào tôi đến Times Square có thể là lần thứ 4, thứ 5 gì đó. Nhưng lần nào lên đây cũng là một cảm xúc như nhau. Đặc biệt là hôm nay là một ngày năm mới. Mỗi lần đến New York thì địa điểm nào là bắt buộc bạn thích đến nhất? Tôi thích nhất là khu phố Times Square, New York, Soho. Không, Times Square rộng mà. Vâng, đây là đi rồi. Đây là bàn đi. Cái khu ca nhạc của ai ở đây nhỉ? Ảnh, cái đứng chụp ảnh sướng kìa. Sướng đấy. Cái bia bắt bây giờ nhớ. Đơn Dunkin Donuts mà Phương thích kìa. Đâu? Đâu? Tầng trên cái ảnh kìa, thấy chưa? Dunkin Donuts. Dunkin Donuts. Levi này, các kiểu hãng thời trang nổi tiếng. Giải trí. Đâu? Dưới cái chai bia Corona, màn hình như thế không? Nhìn màn hình có Corona không? À, thì chỗ đấy chính là trước mình đến đấy đúng không? Rất là lung linh. Tôi biết thì hầu như đây là toàn dân du lịch hết thôi. Người dân New York thì có, nhưng mà chắc hầu như là dân du lịch đúng không? Dạ, đi, ok. Hết xong rồi. Ngày đưa xe phê lơ. Phương rất là thích các cái thành phố New York này. Đây là thành phố tôi yêu nhất, đất thiện nhất thế giới. Bởi vì theo Phương nói là nó thành phố năng động. Mình cũng thích New York. Không thích á? Cũng thích New York, không bằng DC. Không đâu, hết này. DC sạch sẽ và yên tĩnh hơn. À không, hai thành phố theo hai chiều phái khác nhau, đúng không? Không phải, chắc có một cái thích hơn nữa. À, thích thì nếu mà được vui chơi thì chắc là New York rồi. Nhưng mà New York, nếu mà được sống thì DC vẫn sướng hơn. Đây, các bạn có thể thấy rất là nhiều. Thế như đây là rạp chiếu phim à? Đúng không? Hola, nếu tôi không nhầm là tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là xin chào năm 2012.
nhiều những người không? Vài chín người. Người mình này, vẫy tay này. Mình này. Đâu? Làm gì có mình đây. Camera kìa, kìa, có vẫy tay kìa. Chắc chắn mình, đây, đây. Đấy, xem biết đi qua nhìn thấy chưa? Xem biết rồi đi qua. Chẳng thấy đâu, làm gì có mình đây. Có mình. Đâu? À đứng ở ngoài đang này. Mình đi xuống nữa đi. Tao thấy mình không? Không. Wow, hay à? Nó chiếu vào trong nhà luôn. À, chuyên bán hàng đồ thể thao. A ver, este mundo es muy pequeño. Está bueno. Sí. Para empezar la vida. Llámate una foto aquí. Không nói gì à? Hả? Không nói gì à? Xin chào các bạn. Hiện nay chúng tôi ở Times Square. Rồi chào tạm biệt đi. Các bạn mà khi đến New York thì các bạn không bao giờ thấy buồn chán, thì ở đây mọi thứ luôn hoạt động rất là nhộn nhịp, từ bến xe điện ngầm, các khu phố, các khu mua sắm, hay là tất cả bảo tàng hay là bất kể đâu cũng đều nhộn nhịp, không bao giờ ngừng nghỉ, kể cả buổi đêm không bao giờ nghỉ, hiểu không? Các bạn xin chào.